New Deal Max hoàn hảo chất riêng, đổi mới toàn diện, đáp ứng được mọi kỳ vọng của khách hàng Việt Nam. Nơi mà xe bán tải được định nghĩa hơn cả một chiếc xe đa dụng. An toàn, mạnh mẽ, thông minh và đầy cảm xúc. Về ngoại thất, All New Deal Max đã lột xác hoàn toàn, trở thành mẫu bán tải có ngoại hình uy mãnh và đầy cuốn hút. Mặt ga lăng được thiết kế mới, ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn theo phong cách riêng, hai thanh ngang to bản tạo cái nhìn cứng cáp, kết hợp cùng cụm đèn bi LED sắc sảo mang đến cho chiếc xe có diện mạo thể thao hơn. Hệ thống đèn LED tinh tế trang bị cả phía trước và phía sau giúp xe di chuyển an toàn hơn. Mâm xe hợp kim nhôm 18 inch, thiết kế hình cánh quạt thể hiện phong cách riêng. Không chỉ đột phá về ngoại thất, nội thất All New Deal Max cực kỳ sang trọng, mang đến cảm xúc thăng hoa và đẳng cấp như các dòng xe hàng sang. Ngôn ngữ thiết kế Universal Space lấy sự rộng rãi, tiện nghi làm trung tâm, tạo sự thoải mái cho tất cả hành khách. Ghế da sang trọng được thiết kế ôm trọn lưng bảo vệ cột sống. Đặc biệt, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, thêm tính năng nâng đùi và lưng giúp giảm mệt mỏi và thư giãn tối đa trên mọi hành trình. Màn hình giải trí trung tâm 9 inch trực quan, độ phân giải cao, tích hợp Apple CarPlay và Android Auto cùng hệ thống âm thanh gồm 8 loa mang đến trải nghiệm âm thanh sống động. All New Deal Max tiện nghi tối ưu với điều hòa hai vùng độc lập cùng các nút điều khiển dàn phím piano sang trọng, kết hợp cửa gió điều hòa ở hàng ghế sau đem đến không gian dễ chịu cho hành khách. Chìa khóa thông minh Smart Key tích hợp khởi động từ xa giúp làm ấm động cơ và làm mát khoang hành khách trước khi vận hành. Ngoài ra, All New Deal Max được nâng cấp với những trang bị thông minh. Đầu tiên phải kể đến tính năng Follow Me Home duy trì đèn chiếu sáng 30 giây khi đổ xe, hỗ trợ chiếu sáng dẫn đường. Deal Max thế hệ mới thông minh hơn nhờ trang bị cảm biến iOS, tự động bật tắt đèn theo ngày đêm và tự động gạt mưa. Kính chắn gió công nghệ IRKit chống tia UV, giảm nhiệt độ khoang lái giúp tăng tuổi thọ nội thất và tạo môi trường thoải mái cho hành khách. All New Deal Max tự hào vượt xa những bài kiểm tra nghiêm ngặt nhất và đạt chứng chỉ Asia NCAP 5 sao nhờ những trang bị như 7 túi khí bảo vệ toàn diện hành khách từ nhiều hướng, đặc biệt người lái được hỗ trợ đắc lực từ hệ thống radar giúp cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe và cảnh báo điểm mù khi có phương tiện vượt lên từ phía sau giúp chuyển làn an toàn hơn. Với trang bị 8 cảm biến phía trước và phía sau cùng camera lùi giúp đổ xe dễ dàng hơn bao giờ hết. Thừa hưởng truck DNA, All New Deal Max trang bị động cơ diesel 1.9 lít vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu. Khung gầm cứng cáp được kiểm nghiệm độ bền tương đương 4 triệu km, đồng thời bổ sung thanh gia cường ở tất cả các cửa xe, tăng thêm sự an toàn và vận hành bền bỉ. Không những thế, trên tất cả các phiên bản All New Deal Max đều được trang bị đầy đủ các hệ thống an toàn chủ động như ABS, EBD, PA giúp chống bó cứng, phân bổ và hỗ trợ lực phanh. ESC, TCS giúp kiểm soát và ổn định xe. HSA, HDC hỗ trợ lên xuống dốc dễ dàng và an toàn. Đặc biệt, hệ thống BOS hỗ trợ phanh khẩn cấp khi phát hiện người lái đạp chân ga và chân phanh cùng lúc. Khả năng vận hành của All New Deal Max vượt trội hơn với hai chế độ gài cầu tăng lực kéo giúp xe vận hành linh hoạt trên mặt đường có độ bám thấp. Đồng thời, có vi sai cầu sau giúp người lái chủ động phân bổ điều lực kéo ở hai bánh sau và giúp vượt lầy hiệu quả. All New Deal Max hội tụ đầy đủ những yếu tố thiết kế uy mãnh, nội thất sang trọng, công nghệ thông minh, an toàn vượt trội. All New Deal Max là mẫu bán tải tốt nhất mà bạn chưa từng thấy trong các phiên bản Deal Max trước đây. We'll be right back.
Xin cảm ơn ông Trần Thanh Tân. Không còn nghi ngờ gì nữa, All New D-Max The Perfect Drugs là sự lựa chọn hoàn hảo cho người Việt. Và sau đây, đại diện của Isuzu Việt Nam sẽ chính thức công bố các phiên bản xe, giá bán và chính sách hậu mãi. Isuzu All New D-Max được chính thức phân phối với 3 phiên bản: D-Max Tay Z 2 cầu số tự động, D-Max Rectic 1 cầu số tự động, D-Max Rectic 1 cầu số sàn. Và đặc biệt với 6 màu sơn tiêu chuẩn sẽ đáp ứng được những nhu cầu đa dạng của tất cả quý khách hàng. Với thời gian bảo hành lên đến 5 năm hoặc 200.000 km, Isuzu All New D-Max có thời gian và điều kiện bảo hành tốt nhất trong phân khúc. Cùng với dịch vụ hậu mãi với phụ tùng có sẵn tại hệ thống đại lý phủ khắp trên toàn quốc sẽ đem đến sự hài lòng cao nhất cho quý khách hàng. Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp quý vị đến lái thử và trải nghiệm mẫu xe All New D-Max bất cứ lúc nào tại hệ thống đại lý ủy quyền của Isuzu trên toàn quốc. Chúng tôi tin rằng Isuzu All New D-Max sẽ là lựa chọn hợp lý dành cho tất cả quý vị. Chúng tôi sẵn sàng đón tiếp tất cả quý vị. Phần công bố giá cũng đã khép lại sự kiện ra mắt sản phẩm mới của chúng tôi. Hy vọng All New D-Max hoàn hảo chất riêng sẽ đón nhận thật nhiều tình cảm từ tất cả quý vị khách hàng, đối tác. Thay mặt cho Isuzu Việt Nam, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi và luôn đồng hành cùng chúng tôi. Trân trọng cảm ơn.